Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn mẫu sản phẩm mới, đó là mẫu sản phẩm xe điều khiển H1277. Đối với mẫu sản phẩm này thì có hai màu cho bạn lựa chọn, đó là màu xanh và màu đỏ như thế này đó. Và điểm đặc biệt của mẫu xe này là bánh được thiết kế rất là đẹp. Thì đối với cái bánh được thiết kế dạng kiểu mới này thì nó sẽ có thể di chuyển được tất cả các hướng mà chúng ta mong muốn, cũng như là bình thường hiện ta chỉ có tiến lùi trái phải thôi, còn đối với những sản phẩm này thì có thể tạt ngang, tạt xéo, xiên vân vân, các kiểu luôn. Và mẫu bánh này được thiết kế tương tự như cái mẫu giống cái mẫu của Tăng DJI ha, của hãng DJI á, xe Robomaster á. Đó. Đây mẫu chúng ta, và cần điều khiển này sẽ có rất là nhiều chức năng. Đây. Đó, thì cần điều khiển này các bạn lưu ý, ngoài chúng ta bóp ga và lùi ha, tiến và lùi trái phải thông thường, thì nó sẽ còn có một chút chức năng là xoay trái 360 độ, xoay phải 360 độ. Cái này là chúng ta có thể điều khiển, thay vì bóp cò các bạn có thể điều khiển bằng nút chức năng này, tiến lùi nghiêng trái, tạt sang trái, tạt sang phải cũng như là lùi trái lùi phải, rất là nhiều chức năng rất là thú vị. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút tinh chỉnh cái servo lái ha. Servo lái thì chúng ta tinh chỉnh ở đây. Còn đây là nút để điều chỉnh tốc độ. Ví dụ các bạn dặn qua mấy bên trái thì tốc độ nó sẽ chậm, chúng ta có thể chơi được trong nhà. Còn nếu các bạn muốn tốc độ nhanh thì chúng ta dặn mắt ga thì nó sẽ chơi tốc độ cao nhất, có điều tốc. Đó. Thì đây sử dụng pin tiểu bình thường. Còn đối với cái mẫu xe này thì chúng ta sẽ sử dụng pin sạc 7V4 và pin của nó là 1800mAh nha các bạn. Đó, chúng ta mua về sẽ có cục pin như này, thì bên mình có bán pin rời thì các bạn có thể mua thêm để chơi cho thời gian lâu hơn. Đó, màu đỏ và màu xanh, hai màu rất là đẹp. Đó, thì khi chúng ta mua về chúng ta sẽ có thêm một cái sạc USB, một cái cây chữ T để dặn tháo lắp bánh của hàng, một cái con vít ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo bên trong của mẫu sản phẩm này. Thì đối với cái mẫu sản phẩm này mà khi chúng ta thiết kế cái dạng bánh như thế này á thì nó sẽ có 4 motor độc lập. Nói chung là nếu mà dạng bánh này thì sẽ 4 motor độc lập ha các bạn. Và để ngoài trước sẽ có hai cái motor hai bên, ngoài sau sẽ có hai cái motor. Đó. Đây là cái AC của nó. Cái mạch của nó ở đây. Cái main á. Còn đây là một cái servo lái. Đó. Đây là cấu trúc xe của chúng ta. Phía trước sẽ có một cái cản trước và cản sau. Cản trước cản sau ha. Đó. Có độ đàn hồi. Phục nhúng cũng rất là ok. Cứng cáp. Phục nhúng rất là cứng cáp. Đó, nhìn bên đây nè. Đó, phía trước của chúng ta. Đó, cũng như phía sau. Đó, rất là ok. Thì cái húp pin thì chúng ta sẽ mở pin, gắn pin dưới ha, và chúng ta sẽ lòn một sợi dây lên. Thì đây lỗ pin nó có một cái lỗ lòn lên để chúng ta kết nối với cái mạch điều khiển của chúng ta để điều khiển được ha. Thì bây giờ mình sẽ kết nối thử ha các bạn. Đó, thì đối với xe này đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc ở bên dưới ha. Chúng ta sẽ mở remote điều khiển lên. Đó, xe vô rất là nhạy. Đây, mình sẽ thử điều khiển một số nút chức năng cho bạn xem ha. Mình sẽ bên đây mình sẽ để cho các bạn dễ thấy nè. Đây mình bấm sẽ xoay 360 độ nè. Đó, xoay qua trái, xoay qua phải 360 độ ha.
Các bạn có thể bóp cò để tiến và đẩy cò để lùi ha, trái phải. Chúng ta có thể chỉnh cái bánh lái ở đây. Còn đối với những chức năng này, chúng ta vẫn điều khiển giống như bóp cò, tới lùi ha, đặt trái đặt phải nè, xiên trái xiên phải. Đó, rất là dễ sử dụng. Này là quẹo nha. Đó, rất là mạnh. Xe này nói chung là rất là mạnh nè. Chúng ta muốn qua trái, chúng ta tạt trái cũng được. Đấy, tạt phải, tạt trái ha. Xiên, xiên xuống, xiên lên. Rất là thú vị. Đó, nói chung thì cái mẫu này chúng ta chơi ngon nhất là chúng ta chơi ở bên ngoài chỉ hình rộng ha, trong nhà hẹp quá chúng ta điều khiển thì nó hơi khó một chút xíu. Tuy nhiên thì có cái điều khiển này thì cảm giác của mình điều khiển nó dễ hơn ha. Điều khiển trên đây thì rất là dễ. Cộng với cái chúng ta điều khiển bẻ lái trái phải. Chúng ta đẩy nhẹ thì nó sẽ chạy nhẹ ha. Nói chung thì cái nút này nó cũng có tốc độ nhanh chậm luôn, chúng ta đẩy chậm thì nó chạy chậm, đẩy nhanh thì nó sẽ chạy nhanh, cũng như đẩy tới cũng vậy, đẩy chậm nó sẽ chạy chậm, đẩy nhanh nó sẽ chạy nhanh. Rất là thú vị. Mình sẽ cầm cái bánh lên thử nè, mình sẽ mở ra. Nói chung thì body mình sẽ chỉ gắn vô cho bạn xem thôi. Đây, mình sẽ đẩy ra chậm, trên đây thì nó vẫn chạy chậm. Đó, buông ra nó sẽ thắng lại, cũng như bóp cò thì sẽ có nút nhanh chậm ha. Chưa thêm đâu. Chuyển dàn xe là càng dữ rồi. Ok, thì mình đã review qua cái mẫu sản phẩm này rồi. Thì mẫu sản phẩm này vô cùng chất ha. Đấy, và điều khiển của chúng ta, ngoài ga chúng ta có thể nhanh chậm được thì chúng ta có thể điều khiển bằng cái nút trên đây. Cũng có ga nhanh chậm nha các bạn đẩy chậm thì nó chạy chậm, đẩy nhanh nó chạy nhanh. Đó, tất cả các chức năng của nó đều nằm trên cái remote điều khiển này. Và chúng ta sẽ có hai màu cho các bạn lựa chọn ha. Thì khi các bạn chơi xong, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tháo cái giác đỏ này ra ha. Và bên trong của pin nó sẽ có thêm một cái giác trắng, thì các bạn có thể tháo húp bên dưới ra, hoặc bạn có thể lòn giác trắng trực tiếp lên đây. Chúng ta có thể sạc với cái dây sạc này ha các bạn. Đó, cái đầu sạc chúng ta sẽ ghim vô giác trắng. Lưu ý khi sạc là các bạn tắt công tắc nha, không có mở công tắc. Còn nếu ta muốn an toàn, chúng ta có thể rút dây pin ra, dây đỏ này nè. Đó, thì nếu các bạn quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asen.vn và gõ vào một từ khóa là H1277, hoặc bạn có thể click vào đường link bên dưới video của mình, thì mình có sẵn đường link đó. Chúng ta sẽ thấy tất cả hình ảnh của cái hai cái mẫu xe này. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, Asen xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. We'll be right back.